Dạ vâng, vừa qua đó là tiết mục múa về quê của đơn vị xã Bảo Linh. Cho cháu hỏi tất cả các cụ, ngày hôm nay các cụ giao lưu tại hành trình về miền Tây Bắc, các cụ còn muốn về quê hương Thái Nguyên không ạ? À? Có không ạ? À? Bây giờ cho cháu hỏi lại nha, có cụ nào không muốn về không ạ? À? À có ạ. Không muốn về cũng có, đúng không ạ? Dạ vâng. À, quê hương là chùm khế ngọt cho con chiều hãi mỗi ngày, đúng không ạ? Nhưng tất cả các đơn vị hành chính, đúng không ạ? Tất cả các huyện thành và các tỉnh trong 63 tỉnh thành của Việt Nam đều là quê hương Việt Nam cả, đúng không ạ? Mỗi vùng miền thì đều có một bản sắc văn hóa riêng khác nhau. Nhưng ngày hôm nay, các cụ là người Thái Nguyên, ngày hôm nay đã được lên đến Mộc Châu và đặc biệt là hành trình về miền Tây Bắc ngày hôm nay đã được trải nghiệm văn hóa, phong tục tập quán ở nơi đây, đúng không ạ? Nhưng đừng quên là đường về Thái Nguyên các cụ nhá. Dạ vâng, sau đây tiết mục tiếp theo đó là tiết mục hát văn Mùa Trăng Bắc Hồ của đơn vị thị trấn Đu. Tất cả các ông bà hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho ca sĩ đến từ thị trấn Đu. Thank you.
Thank you.